Dạ, em xin chào ban giám khảo và mọi người. Hôm nay sự cố đó là lỗi do cá nhân của em nên gì cũng mong là ban tổ chức thông cảm. Dạ. Dạ. Dạ, tôi tên là Hồ Nhật Phương, tôi là founder cho dự án Sâm Bổ Chính gắn liền với tôi là Hồ Nhật Phương, tôi là founder cho dự án Sâm Bổ Chính gắn liền với chuỗi văn hóa làng nghề và du lịch. Dạ, công ty trách nhiệm hữu hạn SBC Hoàng Gia được thành lập vào tháng 10 năm 2021 là cái sự ấp ủ và cái ý muốn lan tỏa giá trị của cái Sâm Bổ Chính của chính bản thân tôi. Sâm Bổ Chính có cách đây được phát hiện cách đây hơn 300 năm tại Quảng Bình. Và Sâm Bổ Chính là một sản vật tiếng vua của người dân Quảng Bình từ thời ấy. Sản vật ấy nó đã bị thất truyền trong một thời gian khá dài. Đến năm 2017, dân Quảng Bình đã khôi phục và 2019 đã thành công với mô hình Sâm Bổ Chính tại Quảng Bình. Và với là cái duyên của tôi được biết đến Sâm Bổ Chính và cái duyên đó đến cho tôi, đi theo tôi đến Như tận bây mọi người giờ. đã biết và Dạ. chúng tôi nhận thấy rõ, sức khỏe cộng đồng mang một tầm quan trọng đối với kinh tế xã hội của một quốc gia. Và một vấn đề nhức nhối hiện nay, sản phẩm mà chúng ta sử dụng có đảm bảo được tính minh bạch và có đạt được tiêu chuẩn xanh sạch dinh dưỡng. Sâm Bổ Chính hồi tụ được nhiều giá trị giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng với hàm lượng như sau: Saponin 3,53 trên 100 g, Omega 3 Mọi người cùng tham khảo ạ. 0,4 mg trên 100 g, Omega 6 3,9 trên 100 g, Omega 9 27,3 trên 100 g, Canxi 170,4 trên 100 g, Sắt 0,522 mg trên 100 g, Glutamic acid 0,169%, Glycine 0,054%, Lysine 0,093% và nhiều hoạt chất khác. Tuy nhiên, giá cả của Sâm Bổ Chính rất cạnh tranh, chỉ từ 350.000 đồng đến 1 kg sâm tươi, rất phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Quý khách có thể sử dụng chế biến các món ăn hàng ngày hay là những thức uống bổ dưỡng. Trên thị trường hiện tại có rất nhiều đơn vị đang kinh doanh sản phẩm Sâm Bổ Chính và đang tạo ra những cái sản phẩm rất là cơ bản. Và hiện tại công ty chúng tôi đang dựa trên cái văn hóa ẩm thực của Huế và làng nghề của Huế, chúng tôi đang tạo ra những cái sản phẩm rất tiện ích gửi đến cộng đồng. Đồng thời, chúng tôi luôn đảm bảo với cái tiêu chí cung cấp với nguồn nguyên liệu xanh, sạch, dinh dưỡng tròn đầy. Hiện nay trên thị trường, chúng tôi đang có 8 sản phẩm: sâm tươi nguyên củ hay sâm tươi cắt lát tiền lời, sâm khô, bột sâm, dạ, sản phẩm đã có ở đằng sau. rượu sâm, sâm ngâm mật ong, mứt sâm truyền thống, mứt sâm sấy dẻo và xà phòng, và 4 sản phẩm chuẩn bị gia nhập thị trường: nước giải khát Sâm Bổ Chính, trà sâm, cao sâm, mỹ phẩm từ sâm. Sâm Bổ Chính sẽ là nguyên liệu có giá trị phục vụ cho các ngành thực phẩm, đông y, dược mỹ phẩm và được Bộ Nông nghiệp định hướng là sản phẩm quốc dân. Tại Huế hiện là một cái nối của làng nghề và văn hóa, nhưng những sản phẩm của làng nghề hiện tại đang bị mai một và không phát triển. Chính vì vậy, với kế hoạch của 2023, chúng tôi sẽ xây dựng một cái điểm dừng chân trên tuyến đường du lịch. Tại đây chúng tôi sẽ để du khách trải nghiệm về chúng tôi sẽ tái hiện về cái làng nghề truyền thống là mứt, và tại đó chúng tôi sẽ để du khách là tham quan và mua sắm và có thể là check Sâm in và Bổ tìm Chính hiểu về hiện Sâm nay Bổ đã Chính. và đang xây dựng theo 3 nhóm kênh như sau: trưng bày và bán hàng trực tiếp tại địa chỉ 20 Lê Lợi, thành phố Huế. Có 3 đại lý làm kênh phân phối cho Sâm Bổ Chính, định hướng cung cấp nguyên liệu cho các đơn vị dược mỹ phẩm, ngành ẩm thực, F&B.
Đối tượng khách hàng là khách hàng có độ tuổi từ 30 tuổi trở lên, có ý thức chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp. Đặc biệt, dịch Covid vừa qua, cộng đồng đang hướng đến lối sống mới sau đại dịch. Công ty chúng tôi sử dụng nguồn nhân lực chính là phụ nữ có thu nhập thấp, không có công ăn việc làm ổn định và thất nghiệp tại địa phương. Để vận hành mô hình kinh doanh này, chúng tôi đang sử dụng cái nguồn tài chính như trên, và cái nguồn thu chính của chúng tôi đang thu lại đó là từ cái việc bán hàng là sắm tươi, bổ chính và cả cái sản phẩm được chế biến từ sắm. Và doanh thu của chúng tôi dự kiến sau chi phí là đạt được 25%. Và để trải qua và đã có được tôi có thể đứng tại đây thì đã trải qua những cột mốc rất là ý nghĩa, như là tháng 8 của 2019 là tôi đã biết đến sản phẩm của sắm bổ chính, và sau đó rồi tháng 11 tôi đưa tất cả sản phẩm sắm bổ chính về Huế, và tháng 12 của 2019 tôi đã làm đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp xanh Quảng Bình và đã mở showroom tại 49 Chu Văn An. Năm 2020 tôi giới thiệu và lan tỏa cái giá trị của cái sắm bổ chính đến với là cộng đồng. Và năm 2021 thì đầu năm thì tôi đã kết hợp với là phòng nông nghiệp của huyện A Lưới, tôi đã hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số tại xã Quảng Nhâm đã trồng và thành công được cái mô hình sắm bổ chính. Tháng 9 vừa rồi tôi cũng đã thu mua cho bà con và tạo ra giá trị kinh tế. Và liên quan tới tại huyện Nam Đông thì tháng 11 này chúng tôi sẽ xuống giống, và cũng từ những cái cả chúng tôi là có thể là xây dựng và làm chủ được nguồn nguyên liệu, nên là tháng 10 của 2021 chúng tôi đã mạnh dạn là thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn SBC Hoàng Gia. Và định hướng của những năm sắp tới của chúng tôi vẫn theo sứ mệnh là mở rộng và phát triển vùng nguyên liệu, và năm nay thì chúng tôi đang đi từng bước để hoàn thiện sản phẩm. Năm 2020 chúng tôi vẫn phải làm một nhiệm vụ, đó là mở rộng và phát triển vùng nguyên liệu sắm bổ chính, và chúng tôi sẽ đa dạng nhiều sản phẩm, và kèm theo đó chúng tôi sẽ sở hữu trí tuệ một số sản phẩm. Và năm 2023 với cái mục tiêu đặt ra đó là chúng tôi phải hoàn thiện được là mô hình kinh doanh có một cái điểm dừng chân trên tuyến đường du lịch, và tại đó mọi người có thể là cả là đó là một mô hình kinh doanh có thể kết hợp với làng nghề, văn hóa và du lịch tại Huế. Và trong quá trình cho chúng tôi thực hiện cái kế hoạch này thì chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực nghiên cứu để tạo ra nhiều cái giá trị từ cái sản phẩm của sắm bổ chính gửi tới cộng đồng, cũng giống như là mở rộng nhà xưởng, mở rộng năng lực sản xuất. Và nhân sự chúng tôi để vận hành cái mô hình kinh doanh này thì có tôi là Hồ Nhật Phương, tôi có hơn 15 năm là điều hành du lịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thành, tôi cũng là vai trò quản lý của khu vực miền Trung, và bà Trần Thị Huyền là hiện tại đang là quản lý bán hàng, và Nguyễn Hoàng Nhật Quang đang là quản lý truyền thông marketing cho công ty. Và tôi được may mắn là có được mentor là bà Nguyễn Thị An Nhàn ở Coverlet, và chúng tôi đang được ươm tạo bởi Đại học Huế. Xin mọi người hãy chung tay cùng với sắm bổ chính Hoàng Gia để gắn kết làng nghề và đa dạng sản phẩm du lịch của Huế, và cung cấp với nguồn thực phẩm mang theo tiêu chí xanh sạch dinh dưỡng gửi đến cộng đồng. Xin cảm ơn mọi người. Xin mời các thành viên của hội đồng cho câu hỏi. Cái mạnh nhất ở trong cái mô hình của em là phần nào? Công nghệ hay là chế biến sâu hay là trồng hay là ươm mầm hay là cái gì? Như em đã giới thiệu là bây giờ em được đứng tại đây đó là nhờ một quá trình em đã nắm bắt được cái kỹ thuật trồng trọt và giống như những cái đặc tính của sắm bổ chính, và em cũng là một trong những người để tìm hiểu về sắm bổ chính sâu tại địa bàn Thừa Thiên Huế. Và ở đây thế mạnh của em đó là em có một cái sự ấp ủ và một cái đam mê và một cái tự tạo cho em một cái sự mình, đó là em cứ muốn lan tỏa cái giá trị thực của sắm bổ chính. Cái mạnh nhất của em là cái quy trình chăm sóc trồng cái cây đó em trải nghiệm bao nhiêu năm? Dạ hiện tại bây giờ là em được kế thừa bởi là công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp xanh Quảng Bình là đơn vị là đã khôi phục và đã trồng thành công cái mô hình sắm bổ chính.
và em đã được hoạt động trong công ty đó đã hơn 1 năm và em cũng là một trong những người là làm nhiệm vụ là nhân viên kinh doanh để đi quảng bá, đi lan tỏa sản phẩm và rồi em phải nắm bắt được cái khóa học kỹ thuật cũng giống như là em tiếp cận được là cái mô hình kinh doanh đó rất là chi tiết ạ. Dạ. Và bây giờ em đã làm chủ được với cái phần là hỗ trợ khóa học kỹ thuật đối với là các đơn vị. Như vậy là cái lõi của cái này và cái giá trị nhất của cái công ty của em là cái kiến thức của em về trồng cái cây này đúng không? Và hiện tại bây giờ là dựa trên cái trồng là cái thế mạnh, kỹ thuật chăm sóc là thế mạnh và từ đó em biết được giá trị và sau đó em lại chuyển qua là cái chế biến. Nếu so sánh cái sâm này với cái về mặt dược tính của nó với những cái loại sâm khác, ví dụ như là Ngọc Linh đi ha. Bởi vì nó đã rất nổi tiếng rồi thì cái sự chênh lệch về cái dược tính nó thế nào? À, dạ cũng xin phép là em không dám là so sánh có cái báo cáo khoa dạ, học đúng nào rồi, chưa có báo cáo khoa học thì cái này là sẽ có báo cáo khoa học đó là về cái khi mà nói tới nhân sâm thì nó sẽ nói tới cái hoạt chất saponin thì saponin của là sâm Ngọc Linh lên đến 9,53 nhưng mà sâm bổ chính của bên em thì có giá trị về hàm lượng saponin đến 3,53 thì tương đương ở đây thì nó đã thể hiện được là sâm bổ chính có giá trị về dinh dưỡng và thứ hai nữa về cái mặt giá cả thì thật sự sâm Ngọc Linh nó mang một cái tầm đó là cái sản phẩm quốc gia nhưng bên nhưng em là đang cái này là bao nhiêu tiền em? Dạ hiện tại cái hộp đó bên em đang nằm trong cái giai đoạn lan tỏa cái giá trị sâm bổ chính nên em có giá thành là 100.000 dạ cho 200g. Cái tệp khách hàng và chân dung khách hàng của em là ai? Dạ tệp khách hàng hiện tại của bên em đó là những đối tượng khách hàng là những cán bộ, những người mà có ý thức về sức khỏe cũng giống như là hiện tại bây giờ em đang hướng đến đó là lan tỏa cái giá trị này bằng qua cái đông y hay là các cái kính mà bây giờ như em là đang liên hệ với bếp tổng miền Trung để đôi là nó sẽ lan tỏa được về cái vấn đề là cái giá trị sản phẩm của dân để đi vào bữa ăn hàng ngày của từng gia đình thì okay. Cái này dạ. 6 tháng vừa rồi 12 tháng vừa rồi em được 2.7 tỷ thì cái kế hoạch từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 6 2022 em dự kiến bao nhiêu? Dạ dự kiến của em năm nay thì phải đạt gấp đôi đó là em dạ em cũng có tự tin. Có khó khăn gì với cái mục tiêu đấy không? Dạ khó khăn thì hiện tại bây giờ cái vùng nguyên liệu á thì nó cũng đang gọi là có hạn chế và những cái sự hạn chế đó thì nó lại nằm là cái lợi thế của em tại vì là ở Quảng Bình thì công ty của em đang làm chủ được vùng nguyên liệu đến tới là 38 đến 40 hecta thì cái này em thấy là dạ. Công ty của em ở Quảng dạ Bình không, à chứ không phải ở đây à? Dạ công ty của em là ở Quảng Bình à? Dạ không em đang chia sẻ với là ban giám khảo đó là sâm bổ chính là có gốc từ Quảng Bình và em cũng làm đại diện công ty Quảng Bình và bây giờ là cái nguồn nguyên liệu em sử dụng tại Huế để sản xuất ra sản phẩm sâm bổ chính đó là từ vùng nguyên liệu là A Lưới và tại vì cái sâm bổ chính nó có cái tuổi đời á, để cho nó tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh á, nó cần một cái thời gian nên bây giờ em vẫn đang sử dụng cái nguồn nguyên liệu là ở ngoài công ty nó vẫn có là những cái chứng nhận khoa học và nhớ hai nữa là họ có những cái gọi là có được là cái những cái câu chuyện của liên quan sản phẩm ạ. Cái mô hình hợp tác xã hay là mô hình về cộng đồng trồng cái này thì em dự kiến thế nào, em xây dựng cái cộng đồng đấy như thế nào? Dạ hiện tại bây giờ thì với là cả công ty của bên em thì bên em cũng sẵn sàng tất cả các cái hội thảo hay là cả cái buổi để rồi mà chia sẻ với người nông dân để muốn là cải thiện về cái mô hình kinh tế tức là thay đổi về cái giống cây trồng để cải thiện kinh tế thì bên em vẫn sẵn sàng hỗ trợ tức là cái đấy là em không phải là theo mô hình hợp tác xã hay gì nhưng mà cái này là em cảm thấy là em vẫn đang muốn làm một sự mình lan tỏa giá trị cái sản phẩm chính để cải thiện cái sức khỏe cho mọi người. Ok, một câu hỏi cuối phần của anh nó hơi dài. Cái anh thấy em nhắc rất nhiều cái phần công ty của em. Yeah. Em đại diện công ty của em. Yeah. Em ở Quảng Bình ở Bố Trạch AB. Thì bây giờ cái vị thế của em khi em thuyết trình tại đây là em đang xây dựng một dự án độc lập hay là em đang là người đại diện của công ty em hay là em lấy cái bí quyết từ quá trình em làm việc tại công ty và em đang khởi nghiệp mới thì anh muốn định danh rõ cái yeah. Dạ. Cái vị trí của em. Dạ. Thực sự là em muốn là chia sẻ hơi dài một chút là để rồi mọi người sẽ biết được là qua một quá trình em đã làm đại diện cho công ty trách nhiệm hoàng xanh Quảng Bình và bây giờ sau một quá trình đó thì em đã làm mạnh dạng và em lan tỏa được cái giá trị sống của chính nên bây giờ đã có là vùng nguyên liệu tại Huế và đơn vị của em cũng có cơ sở sản xuất và trước đó rồi em là hộ kinh doanh thôi thì em đã có cơ sở sản xuất trước đó
Và sau đó rồi á thì á ta từ đúc kết những cái gì mà lợi thế của em thì em đã xây dựng công ty riêng, và bây giờ em đã khởi nghiệp với sản phẩm là sâm bổ chính gắn liền với làng nghề, văn hóa và du lịch ạ. Vâng, cảm ơn em. Có một câu hỏi nữa là về cái tính ổn định cho cái vùng nguyên liệu của em ấy, thì bây giờ cái cách thức để ngoài cái diện tích mà em đang có thể là phát triển mà sở hữu của công ty, thì cách thức nào để em có thể mở rộng diện tích này? Dạ thưa anh Thắng, hiện tại bây giờ thì là bằng cái quỹ đất của là các huyện vùng núi, thì hiện tại bây giờ đang muốn là các huyện giống như em làm việc với huyện A Lưới, em đã lên làm việc với huyện A Lưới, và huyện A Lưới cũng rất rõ ràng là muốn em là sẽ là đơn vị để đồ sẽ hỗ trợ kỹ thuật, và thứ hai đó sẽ là người để thu mua đầu ra cho huyện A Lưới. Thì giống như năm hôm nay thì em cũng đã cam kết là em sẽ thu mua hết tất tật những sản phẩm mà sâm bổ chính trên A Lưới có thể là trồng được, và bây giờ trên đó họ đang mở rộng và huy động người dân. Thì cái này em không phải là một cái đơn vị chính thống, nhưng mà em là có được những cái kinh nghiệm, thì em đang đi với tư cách là hỗ trợ. Dạ. Cái tên đăng ký của đề tài của em là phát triển đa dạng hóa các sản phẩm sâm bổ chính gắn liền với làng nghề. Với làng nghề đây là ý gì? Dạ, cái làng nghề ở đây thì em đang có sản phẩm ở trên bàn, đó là cái làng nghề làm mứt truyền thống. Thì thực sự là làng nghề làm mứt truyền thống em nói quá một chút ạ. Tại vì là như năm hôm nay thì là đã có đơn vị là đã gọi điện thoại cho em. Tại vì thực ra cái mức những sâm bổ chính thì em đã là hoàn thiện cái sản phẩm từ năm ngoái, và cái mức sâm đó là cũng được các là cán bộ ngân hàng hay các cán bộ nhà nước là hoặc là những người có thu nhập cao chút thì rất là hưởng ứng. Dạ, và đánh giá cao, tại vì là bên em là theo tiêu chí là xanh sạch dinh dưỡng, không có sử dụng chất bảo quản, mặc dù là cái sản phẩm này là cái thời hạn sử dụng rất là ngắn, nhưng bọn em vẫn phải chấp nhận. Và từ đó thì năm nay thì em vẫn là muốn để rồi là gắn liền cái làng nghề làm mức truyền thống là đồ